nó khác nhau và giống nhau như thế nào vậy sư? Có phải tất cả chúng sanh mọi hành động suy nghĩ của họ đều có ái phải không sư? Ví dụ mình làm việc để nuôi sống bản thân, mình chơi thể thao cho thân thể khỏe mạnh, đó có phải là ái không sư? Thưa với quý vị đó, chúng ta phải hiểu là dục với tham nó không có giống nhau. Tại vì cái tâm sở dục nó khác với cái tâm sở tham. Cái tâm sở dục chỉ đơn giản, nó thứ nhất là nó không mang tính đạo đức ở đây nha. Tâm sở dục nó không mang tính đạo đức ở đây, mà nó cần kết hợp với cái cảnh, tức là cái đối tượng nó như thế nào thì nó mới đi đến cái chuyện là thiện hay là bất thiện. Ví dụ như ở đây nè, cái dục là chúng ta có dục là cái tranh đá nha, mà cái tham là cái ái nhiễm á, cái ái tham ái á, là cái cam á, thì mình sẽ có là ca mắc tranh đá, tức là cái ý muốn về dục lạc. Ví dụ như tôi muốn hưởng dục, tôi muốn ăn ngon, tôi muốn mặc đẹp, thì cái đó là cái ý muốn về dục lạc, thì nó là bất thiện. Ngoài ra thì chúng ta còn có cách tú cầm gia ta chành đá, tức là nó chỉ ý muốn về hành động thôi. Có nghĩa là bây giờ nè, khi sư nói chuyện thì sư phải có ý muốn nói chuyện thì mới nói chuyện được. Khi mà sư đưa tay lên thì phải có ý muốn đưa tay lên thì nó mới đưa tay được. Thì cái ý muốn đó chỉ đơn giản là ý muốn về hành động, chứ nó không có dính dáng gì tới tham ái. Và cái thứ ba đó là thâm mắc chanh đá, tức là ý muốn về pháp nha. Ví dụ như bây giờ sư muốn nói về chánh pháp nha, hoặc là sư muốn giữ giới, hoặc là mình muốn bố thí, thì đó là cái thâm mắc chanh đá, là mình phải muốn làm thiện thì mình mới làm thiện được. Và cái muốn đó đó thì nó không có dính dáng gì tới cái tham hết, phải phân biệt nha. Tham và muốn là khác nhau. Sư tại vì sư ngại chữ dục á, bởi vì bây giờ xã hội bây giờ người ta dùng cái chữ dục á, cái ý nghĩa nó khác với cái ý nghĩa ban đầu rồi. Cái dục á ngày xưa chỉ đơn giản là muốn thôi, và muốn cái gì nó mới quyết định, nhưng mà bây giờ mình nghe tới cái từ dục là mình đã nghĩ đến chuyện bậy rồi. Cho nên á, thì sư có thể sử dụng một cái từ khác để quý vị hiểu đó, là đó chỉ đơn giản là cái ý muốn, và cái ý muốn đó nó không có liên kết với tham, bởi vì cái tâm sở mà liên quan tới ý muốn, cái tâm sở dục á, nó khác với tâm sở tham. Rồi về vấn đề này thì không biết sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không. Dạ, thưa thầy Đức, thưa quý vị. Đại Đức hiện tại trình bày về cái chữ dục đó, chữ dục đó, và cái chữ mà ở đây đó là vị hỏi là dục và ái nó khác nhau giống nhau, thì sư cũng xác nhận một lần nữa đó là dục, chữ dục và chữ ái nó khác nhau. Nó khác nhau điểm nào thì đầu tiên á, Đức Anh Tại cũng trình bày chữ dục đó, dục đó mình phải đầu tiên phải ở đây mình phải quy về cái Pali gốc thôi vậy. Tại sao mà quý sư hay nói một cái từ á, mà quý vị hay chích Pali, tại vì sao? Để tránh đánh cháo khái niệm. Là sao, tại sao đánh cháo khái niệm? Tại vì đôi khi á, tại vì quý sư ở đây á, khi mà quý sư nói là cái từ dục này nè, từ Pali như vậy nè, thì tức là cái từ dục này ở trong kinh điển Pali, vì hiểu mà, ở trong cái phạm vi kinh điển Pali, ở trong đó chỉ quý sư nói trong đó thôi. Đấy, tại vì nhiều khi quý sư nói dục mà nói lan man, đôi khi là có những cái tài liệu khác nằm ngoài cái điển Pali, định nghĩa cái dục thế này thế nọ nọ, giống như cái nãy mà cái câu hỏi mà thông lạc thầy thông lạc mà vị đạo hữu kia nó hỏi đó. Hồi đầu tiên á, để hiện tại trình mà chữ dục á, có ba loại dục á, đó là rất là chính xác. Thưa vị, ở đây sư chỉ nói thêm về cái từ ái ái ái, tức là từ tăng ha, từ Pali tức là tăng ha. Thưa vị, tăng ha thì ái cũng có ba loại ái. Thưa vị, đó là dục ái, tức là cái sự khát vọng mong muốn muốn hưởng ngũ dục lạc. Thứ hai là hữu ái, tức là sự khát vọng mong muốn cõi tái sanh.
sự liên ái an lạc và sự tham ái có liên hệ với hữu kiến hoặc thường kiến. Và cái thứ ba là phi hữu ái, tức là sự khát vọng ái tham có liên hệ đến tà kiến đoạn diệt, tức là ái vô hữu kiến hoặc đoạn kiến. Thì ở đây Đại Đức Hạnh Tuệ và sư cũng bổ sung thêm cái từ ái, là chuẩn bị hiểu rõ thế nào là cái sự khác nhau giữa dục và ái. Xin cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi số 1, dục và ái khác nhau như thế nào đây. Rồi mời sư Chánh Tâm có bổ sung gì hay không? Có nhiều nó hết rồi. Thì quý vị phân biệt gì nè, trên cái ví dụ của hỏi này luôn là mình mong muốn chơi thể thao để khỏe mạnh, thì cái ý muốn chơi thể thao khỏe mạnh nó là dục, còn cái mình thích cái thể thể khỏe mạnh lại đơn giản như thôi. Một cái là nó giống như ly nước, nước trắng thì mình pha màu gì vô màu đó. Cái tâm mình thích cái cơ thể khỏe mạnh, là mình thích cơ bắp nè, mình thích lực này nọ, rồi mình thích đẹp trai, thích sắc mình, thì đó là ác. Còn cái ý muốn cơ thể tôi khỏe mạnh đó là dục, nó đơn giản, nó không có xen lẫn cái khác vô, nó không xen lẫn thiện hay bất thiện, nó chỉ là cái ý muốn thôi. Giống như giờ tôi muốn thuyết pháp, tôi muốn đứng dậy tôi đi ra khỏi cửa, thì nó không phải là dục á, nhưng mà mình cách thích nó xen lẫn hoặc là cái không thích nó xen lẫn vào, nó ở trỏng á, thì mới là ái. Ví dụ như cái cửa tôi nó hư rồi, mở nó kẹt hoài, bực tâm sân này nó khác rồi. Còn cái ý muốn đơn thuần muốn làm cái gì thì nó chỉ là dục thôi. Còn ái là nó phải đi vào thích ghét. Tôi thích cái cơ thể đẹp, tôi thích sáu múi, tôi thích có cơ bắp, tôi thích tóc mà về tóc như vậy, tóc hết kiểu bi brand, thì đó mới là ái. Kết thúc cái câu trả lời. Thì bây giờ cái thời gian thì nó cũng vừa phải rồi, và do cái số lượng câu hỏi nó còn quá nhiều đi, và sư thấy là nó càng lúc nó càng nhiều á. Cho nên là có lẽ là sẽ bổ sung thêm, ví dụ như là vào ngày Chủ nhật mình sẽ có thêm một buổi, và có thể là thêm ngày thứ hai thì mình sẽ có thêm một buổi nữa. Thì quý vị cứ thủng thẳng, từ từ các sư cũng sẽ trả lời tới đó. Và cũng